để ý vào nhá. Hiểu chưa? Cả chữ hoa, cả nét gì, nét viết chữ phải cao lên đây này. Hiểu chưa? Bạn gì nhìn sơn à? Hôm nay mình học cái viết đẹp nhá. Viết bài siêu đẹp nhá. Cái nét đấy có lẽ ẩu rồi. Sửa lại. Bên này thì mình chép sang mặt này. Ok thôi nhá. Ok rồi.